Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trong video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe mới mà chúng tôi vừa mới mua về được. Gọi là mẫu xe mới so với cửa hàng chúng tôi thôi, nhưng mà nó là chiếc xe cũ rồi ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay là một chiếc xe sedan ở cái phân khúc hạng D nhập khẩu. Chiếc xe đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản, đó chính là chiếc xe Honda Accord ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2009, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và là xe nhập khẩu phiên bản 2.0 quý vị các bạn nhé. Đây là cái phiên bản sedan ở cái phân khúc hạng D, cùng sánh vai với các xe ví dụ như là Toyota thì có Camry này, Nissan thì có Tiana này, Mazda thì có Mazda 6 này, Hyundai thì có Sonata. Đấy, những cái xe đấy là cái xe sedan hạng D quý vị và bạn nhé. Nếu như cùng thời điểm ngày xưa là những chiếc xe nhập khẩu này cùng với những chiếc xe ví dụ như là xe Camry 2.0 nhập Đài Loan này, Tiana 2.0 nhập Đài Loan này, Mazda 6 này, rồi Hyundai Sonata, nếu như ở mới, nhập mới thì là những chiếc xe này là có giá tương đương nhau. Ngày xưa nó rơi vào khoảng từ 48.000 đô đến 50.000 đô. Đấy là cái thời điểm mà 2009-2010 với những chiếc xe mới ạ. Sau 10 năm sử dụng thì bây giờ là giá nó có sự thay đổi rất là nhiều. Với chiếc xe 2009 như này mà của hãng Toyota, ví dụ chiếc Camry chẳng hạn, thì có giá chắc tầm phải 400 trên 400. Nhưng chiếc xe này cũng là 2009, cũng là nhập khẩu, cũng là động cơ 2.0, nhưng chúng tôi chỉ bán có hơn 300 triệu đồng thôi. Cụ thể là chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 380 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi không hỗ trợ trả góp nữa quý vị và bạn ạ, chỉ 380 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe sedan hạng D Honda Accord 2.0 2009 nhập khẩu ạ. Chiếc xe này thì full option rồi quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe được trang bị từ nội thất ra 3 màn hình, option thì rất là nhiều quý vị và các bạn ạ. Không những đã đầy đủ đồ rồi nhưng chủ xe lại độ thêm tương đối đồ đấy, ví dụ như là camera 360 ạ, camera hai bên này, sau này và camera trước đây quý vị bạn ạ. Đấy, và có cả màn hình Android, đầu Android đấy quý vị bạn ạ, cập nhật tất cả các thông tin dữ liệu mà công nghệ hiện đại mới nhất bây giờ là đều cập nhật trên một chiếc xe 2009 này rồi quý vị bạn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Honda Accord 2009 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Honda Accord 2.0 nhập khẩu 2009 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về cái phần ngoại thất của chiếc xe. Chiếc xe được sản xuất năm 2009, đến bây giờ là tính ra cũng đã sử dụng được hơn 10 năm rồi và chạy tại đường Hà Nội quý vị các bạn nhé. Thì bây giờ tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe. Nhìn về phần bên ngoài thì tôi cho quý vị và các bạn xem ạ. Chiếc xe này nước sơn zin còn nguyên bản rất là nhiều quý vị bạn nhé. Còn sơn zin còn rất nhiều cho nên là nhìn quý vị các bạn thấy đấy ạ. Hôm nay tôi để giữa trời nắng, lúc này là cái thời điểm này là rất là nắng nóng đấy ạ. Cho nên là nếu như những chỗ nào mà sơn nhiều, sơn xấu thì nó sẽ lộ ngay là đã sơn rồi quý bạn nhé. Nhìn đây là thấy được là những chỗ nào sơn zin còn nguyên đấy quý vị bạn này. Đấy, sơn zin còn nguyên là nhìn cái nước sơn nó rất là bóng, và thứ hai nó không có gồ ghề, không có nếp sóng ạ. Đấy là cái sơn zin. Ví dụ như cái nắp capo này, rồi đến cái phần tai này là quý vị bạn nhé, là cái sơn zin còn rất là nguyên bản ạ. Tôi sẽ dừng lại ở cái phần đầu này, cái phần ba đợt sốc trước để giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Chiếc xe cũng đã được trang bị là rất là nhiều option rồi nhá. Không những được trang bị rất nhiều option mà chủ xe cũng đã lắp thêm rất là nhiều option. Ví dụ như là camera 360 thì quý vị và các bạn thấy đây ạ, cái phần đầu là có camera trước này. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu cái phần trong xe thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem cái camera 360 nó rất là tiện dụng. Đấy. Và cái nước sơn thì quý vị và các bạn nhìn đây ạ. Cái cabo là nước sơn nguyên bản cho nên là rất là bóng bẩy này. Phần tai cũng như là cái phần đầu này là nước sơn còn nguyên bản nhé. Duy chỉ có cái phần ba đời sốc trước này này thì là rất nhiều xe
là hay bị xước, là xước ở cái ba đờn sốc trước và ba đờn sốc sau. Cái phần nhựa quý vị bạn nhé, những cái phần nhựa mà nhất là những chiếc xe, đối với những chiếc xe chạy ở Hà Nội thì không thể tránh khỏi những vết xước đâu quý vị và các bạn ạ. Đấy, phần đầu rất là mới. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết, thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản hết quý vị bạn nhé. Tiếp theo là đến cái phần sườn, phần hông xe. Đây là cái phần sườn này, cũng đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đây là cái phần sườn này, phần sườn tức là cánh cửa đấy ạ. Và cái phần hông xe đây ạ, cũng còn rất là đều, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Từ những cái cốp này, những cái phần hông bên trên này này, là sơn zin còn nguyên bản đấy quý vị bạn ạ, cho nên là rất là đẹp. Đây, cụm đèn rất là mới này, rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là nó còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp từ cụm đèn. Và nhìn ở cái phần ba đờn sốc sau này thì quý vị và các bạn thấy được là xe cũng đã được trang bị này. Thứ nhất là cảm biến lùi này, có cảm biến lùi này. Thứ hai là camera lùi. Đây là camera lùi và chủ xe lắp thêm camera 360 nữa, cho nên là cái phía sau này quý vị các bạn nhìn thấy nó là hai camera. Đấy, phía sau là có hai camera luôn quý vị bạn nhá. Camera lùi và camera 360 mà chủ xe đã lắp thêm. Đây là cái phần hông phía bên lái này, cũng còn rất là đẹp, sơn hông này còn nguyên bản này quý vị bạn này. Và cái phần sườn bên lái này cũng còn nguyên bản luôn quý vị các bạn ạ. Xe cũng đã được trang bị là gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Và đây là cái phần camera 360 mà chủ xe đã độ thêm đây quý vị các bạn nhé. Đấy, tôi cho quý vị bạn xem về cái phần độ bên ngoài. Sau đó lát nữa thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem về cái phần độ bên trong của xe. Đấy, camera 360 này tích hợp ở trên gương. Hai cái gương này là đều có camera 360 quý vị các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi cũng mới mua về, cho nên là chưa có sơn xi dọn dẹp gì, cho nên là có đôi phần xước sát một chút. Đây quý vị bạn ạ, những cái vết xước này thì đánh bóng nó cũng hết, nhưng mà chúng tôi vừa mới mua về cho nên là chưa có là gì cả. Tôi vừa mới đem đi rửa và đem lên đây quay luôn cho quý vị và các bạn cùng xem đấy ạ. Đấy, đây là cái phần la răng nhá. Xe cũng đã được trang bị la răng đúc. La răng rất là mới và dàn lốp cũng được chủ xe mới thay. Chiếc xe này cũng đã chạy được hơn 8 vạn km rồi, cho nên là chủ xe cũng đã thay lên một cái dàn lốp. Đấy, dàn lốp này là dàn lốp chủ xe mới thay này, còn dày nguyên và lông của lốp đây này, quý vị bạn thấy chưa? Đấy, cái dàn lốp này là chủ xe mới thay nhá. Và la răng thì rất là đẹp đây quý vị các bạn ạ, chưa có bị xước sát gì về la răng này. Đây, la răng đẹp này, la răng rất là đẹp. Đấy, chúng tôi vừa mới mua về cho nên là những cái phần này là không phải làm gì cả đấy quý vị bạn ạ. La răng này rất là đẹp và lốp thì chủ xe mới thay cả một cái dàn lốp này, rất là dày quý vị bạn nhé. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà sở hữu chiếc xe này bây giờ về thì cũng rất là yên tâm, không phải làm bất cứ một cái gì nữa đâu ạ, chỉ có đi thôi. Quý vị và các bạn mua xe của dân về thì ít nhất là quý vị và các bạn cũng phải dọn dẹp sơn xi, đánh bóng các kiểu lên thì mới có thể đi được luôn. Còn nếu như quý vị và các bạn mua xe tại cửa hàng, mua xe của chúng tôi thì nó đã đẹp rồi quý vị bạn ạ. Đấy, mặc dù chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về, mới có rửa qua về cái phần bên ngoài, hút bụi một chút bên trong là tôi đã đem ra đây tôi quay tôi bán rồi. Và trong cái thời gian mà tôi chờ chưa có khách đến mua thì tôi sẽ chăm chút chi tiết tỉ mỉ hơn, những cái nào mà cần phải sơn, những cái nào mà cần phải đánh bóng thì lúc đấy tôi mới đem đi tôi làm. Còn lại là bây giờ tôi cứ chụp ảnh, tôi cứ quay lên đây cho quý vị và các bạn cùng xem cái đã. Rất là đẹp, chiếc xe rất là đẹp, rất là mới quý vị và các bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe. Trước tiên là tôi sẽ mở cái cánh cửa bên lái này ra cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, đang cắm chìa khóa ở trong ổ cho nên là nó có tiếng tít tít. Tôi sẽ rút cái chìa khóa ra cho đỡ tít tít đã nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần cánh cửa trước bên lái đã nào. Đây là cái phần keo chỉ của cánh cửa trước bên lái này quý vị các bạn này. Trên này là nó không có chỉ đâu nhá, chỉ có từ dưới này là bắt đầu có chỉ này, nhưng nó còn nguyên bản hết đây quý vị bạn ạ. Tôi quay rất là chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem nhé, để quý vị và các bạn thấy được là chiếc xe này keo chỉ nguyên bản luôn ạ, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả, chứng tỏ là nó chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Và nội thất thì còn rất là đẹp.
Nội thất thì gần như những chiếc xe hạng D nào cũng đều đẹp quý vị và các bạn ạ. Không chỉ riêng chiếc xe tôi đang bán này đâu, vì cái hạng D ngày xưa là mua cũng hơn 1 tỷ đồng cơ quý vị và các bạn ạ. Rồi và trước mua chiếc xe này là chưa đăng ký cũng đã rơi vào 48 đến 50 nghìn đô. Cho nên là tính ra tiền Việt là đăng ký xong các thứ là nó phải hơn 1 tỷ. Cho nên là gần như ai mà sở hữu những chiếc xe này cái thời điểm 2009, 2010 thì đều phải là có điều kiện mới mua được chiếc xe này ạ. Và những người mua chiếc xe này thì chắc chắn một điều là gần như là chạy ít chứ không có xe nào chạy nhiều như những chiếc xe hạng A, hạng B cả. Đấy, quý vị và các bạn thấy đấy ạ. Ở phiên bản Honda Accord, phiên bản đủ nhập khẩu này thì xe cũng đã được trang bị ghế da cao cấp quý vị và các bạn nhé. Đây là cái ghế da cao cấp này. Để so sánh với những chiếc ghế da cao cấp thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ. Ghế da nó dùng mãi, nó cũng không bao giờ nó hỏng được quý vị và các bạn ạ. Đây này, nó chỉ có xẹp xuống là do cái mút ở bên trong nó xẹp một chút thôi, chứ những cái phần má ghế này quý vị và các bạn nhé còn nguyên bản đây này. Đấy, còn nguyên bản và còn rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Nội thất thì rất là đẹp và xe cũng đã được trang bị là ghế chỉnh điện rồi quý vị và các bạn nhé. À, có cả ghế chỉnh điện luôn quý vị và các bạn ạ. Vô lăng cũng rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này thì đã có cả cruise control rồi quý vị và các bạn nhé. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển này, vô lăng, cần số, tay phanh, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp vì chiếc xe mới lăn bánh được có hơn 8 vạn km thôi. Cụ thể là 83.000 km quý vị và các bạn ạ. Đấy. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần táp bi cửa phía sau bên lái này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn nhé. À, đây là cái phần keo chỉ còn nguyên bản này. Táp bi cửa này rất là mới, rất là đẹp luôn. Nội thất ở hàng ghế phía sau này thì lại càng đẹp quý vị và các bạn ạ. Vì là chủ xe này đi cũng rất là ít, đi ít mà lại giữ gìn, ngồi đằng sau này không có người ngồi mấy cho nên là nó rất là đẹp. Và nội thất của chiếc xe này thì cũng đã được trang bị là da cao cấp rồi. Và option thì thưa với quý vị và các bạn, những chiếc xe nhập khẩu này thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, nó đầy đủ option, không những nó có cả 3 màn hình luôn quý vị và các bạn ạ, 2 màn hình giải trí cho hàng ghế ngồi phía sau. Đấy, rất là sang trọng ạ. Đấy, chỉ hơn 300 triệu đồng mà quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe hạng D sang trọng mà nó lại đẹp như thế này đấy quý vị và các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. Phải nói là rất là tuyệt vời quý vị và các bạn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên chiếc xe để xem về cái phần nội thất cũng như là cái phần option mà chiếc xe này đã được trang bị quý vị và các bạn nhé. Đầu tiên thì tôi sẽ bật cái khóa điện này lên để cho quý vị và các bạn xem được là chiếc xe này option như thế nào nhé. Đây là cái màn hình mà chủ xe đã lắp thêm này. Màn hình lắp thêm đã có cả camera 360, màn hình Android tích hợp camera 360 đã tích hợp mọi công nghệ mới nhất để đưa vào chiếc xe này. Đây, tôi sẽ bật lên cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, tôi nổ máy lên cho quý vị và bạn cùng xem. Cái camera 360 này rất là hiện đại luôn quý vị và bạn nhé. Đấy, nó sẽ test quanh luôn để biết được là xung quanh này, bên cạnh này. Đấy, đây là cái camera 360 quý vị và bạn nhé. Bây giờ thì gần như những chiếc xe đời mới đều có rồi, nhưng chiếc xe này là đời cũ cho nên ngày xưa chưa có mà chủ xe đã phải lắp thêm. Và cái điều đặc biệt mà tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn ở chiếc xe này, nó hay một cái là khi chủ xe độ thêm cái màn hình Android và camera 360 này, nó không ảnh hưởng gì khác của chiếc xe. Vẫn có cái đầu CD. Đây là cái đầu CD nhá, đầu CD 6 đĩa. Đầu CD 6 đĩa nguyên bản của xe ở phía dưới này vẫn còn nguyên, không bị thay. Vì cái xe này là màn hình với đầu nó độc lập, cho nên là chỉ bỏ cái màn hình này ra, lắp một cái màn hình Android vào, vẫn sử dụng cái vẫn sử dụng được cái đầu cũ. Và chiếc xe này thì có 3 màn hình và nó có 2 đầu luôn quý vị bạn ạ. Nó có cả đầu CD này, đầu CD 6 đĩa này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đĩa này. Và phía sau cốp nó có cả một cái đầu, thêm một cái đầu DVD ở sau cốp. Và có thêm cả một cái đầu đầu xem TV ấy. Ngày xưa là nó đủ option, là đầy đủ hết cả xem TV nữa, nhưng mà tôi không hiểu là cái đầu phía sau cốp còn hoạt động được hay không, tôi chưa kiểm tra. Lát nữa thì tôi quay đến cái cốp, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn xem về cái phần đầu đấy ạ. Và cái màn hình mà để chỉnh điều hòa với các thứ đây này, nó còn thêm một cái màn hình ở dưới này nữa ạ. Đấy, riêng về Honda Accord thì option rất là nhiều, hơn cả Camry cơ quý vị các bạn ạ. Đấy, option của Accord thì hơn cả Camry. Và độ cái đầu Android này thì nó không ảnh hưởng gì đến những cái đầu khác của xe, vẫn sử dụng đầu CD bình thường. Đây, ta chỉ cần chuyển, bấm vào cái nút AUX này thì nó sẽ chuyển
Đấy, chỉ cần bấm vào AUX thì nó sẽ chuyển được hết cái phần, tất cả về những cái phần đầu khi mình chuyển được được sang. Đấy, chỉ bấm nút AUX thì có thể chuyển từ đang đầu CD hoặc sang đầu Android quý vị các bạn nhé. Đấy, cái màn Android này thì cũng rất là xịn quý vị các bạn ạ. Đấy, tôi sẽ bật lại cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Đấy. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Chỉ cần bật xi nhan lên, bật xi nhan lên là nó sẽ lên. Bật xi nhan bên trái thì nó chỉ hiển thị một bên trái, bật xi nhan bên phải nó hiển thị bên phải. Còn nếu tôi bật cả hai bên thì nó sẽ hiển thị cả hai bên luôn. Đấy, rất là hiện đại quý vị các bạn ạ. Nếu như chúng ta mà đang đi đường đông, chúng ta có thể mở camera 360 này lên để quan sát ạ. Đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây quý vị các bạn ạ. Chiếc xe mới lăn bánh được 83.000 km đây quý vị bạn ạ. Đấy, quý vị bạn nhìn cả về cái phần vô lăng này. Vô lăng này là còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhá. Chưa có khâu lại đâu ạ, chưa khâu lại, chưa bọc lại đâu. Rất là đẹp quý vị các bạn này. Nhìn cái vô lăng, cần số tay phanh. Đấy, cần số này chỉ là bẩn thôi quý vị bạn này. Đấy, rất là đẹp. Đây, tôi quay sát lại cho quý vị và bạn cùng xem. Từ cái cần số này đến những cái vô lăng. Và thưa với quý vị bạn, chiếc xe này là chủ xe là nữ sử dụng quý vị bạn nhé. Đây, chiếc xe của một chị nữ, sinh năm 7 mấy tôi không nhớ, nhưng mà chị phụ nữ 7X ạ. Đấy, tay móc chìa khóa là màu hường quý vị bạn ạ. Đấy, phụ nữ rất là điệu. Đấy, về cái phần trần quý vị bạn thấy đây ạ. Trần cũng rất là sạch sẽ, đẹp đẽ luôn quý vị bạn ạ. Ở cái phân khúc hạng D. Hạng D ngày xưa cũng có thể cho được là xe sang rồi, cho nên là chủ xe sở hữu đi giữ gìn rất là cẩn thận ạ. Nội thất rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, phải nói là rất là đẹp. Về option của chiếc xe này thì so với bây giờ thì tôi không nói, nhưng mà so với năm 2009 mà cái option của chiếc xe này thì tương đối là đẹp rồi đấy ạ. Vô lăng thì bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, có cả cruise control, kiểm soát hành trình, ga tự động đấy ạ. Cái này đi ở đường cao tốc thì mới thấy hay được của nó quý vị bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ tắt máy đi ra ngoài giới thiệu tiếp cho quý vị các bạn về cái phần bên ngoài và một số cái phần chi tiết khác cho quý vị và bạn. Tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái phần cốp sau của xe. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần keo chỉ của cốp sau trước đã. Đây là cái phần keo chỉ quý vị và bạn nhé. Keo chỉ còn nguyên bản hết này. Đấy, còn nguyên bản luôn. Từ những cái ốc này cũng còn nguyên bản này. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ phía sau. Mua xe cũ là chúng ta xem về cái phần ba đờ sốc trước, ba đờ sốc sau, tức là cái cốp sau đấy, hoặc là cabo, chúng ta phải xem kỹ hơn. Đấy, và chiếc xe ở cái phân khúc hạng D sedan cho nên là sở hữu kích thước rất là dài, rất là dài. Chính vì vậy cho nên là cái cốp sau rất là rộng quý vị bạn nhé. Cốp sau rất là rộng đây này. Đấy, và ở cái phân khúc hạng D này thì chắc chắn với quý vị bạn không có ai mua chiếc xe này về để chạy dịch vụ cả, cho nên là cái cốp nó còn rất sạch sẽ này. Cũng không mấy ai mua chiếc xe này là đi chở đồ, cho nên là nó rất là sạch quý vị bạn thấy đấy ạ. Từ những cái phần nỉ này rất là sạch sẽ, rất là đẹp đẽ này, rồi đến những cái phần lốp sơ cua, đồ nghề các thứ còn nguyên bản hết ạ. Lốp sơ cua còn mới tinh luôn quý vị bạn nhé. Lốp sơ cua này là chưa sử dụng, tại vì lốp sơ cua của những chiếc xe nhập khẩu, gần như là những chiếc xe nhập khẩu người ta đều sản xuất cái lốp sơ cua nó nhỏ hơn, nhỏ hơn so với bốn lốp, đúng nghĩa là sơ cua luôn ạ. Để khi quý vị bạn trên đường mà chẳng may bị dính vào đinh xịt lốp, chúng ta đem về thay ra, thay chúng ta thay tại trên đường, thay xong chúng ta về chúng ta phải đổi lại ngay, cho nên để những cái lần sự cố lần sau chúng ta lại có lốp để thay, chứ không là nếu giống nhau là nhiều người thay xong để dùng luôn và hay bị quên. Đấy, và đây là cái phần đầu DVD mà tôi vừa nãy giới thiệu với quý vị các bạn đây nhé. Đây là hệ thống đầu DVD. Đầu DVD này cũng được trang bị là đầu 6 đĩa luôn quý vị bạn này. Đấy, cái đầu DVD này cũng được trang bị 6 đĩa luôn. Đấy, rất là hiện đại. Đây là đầu DVD nhá. Còn trên này là cái đầu xem TV quý vị bạn ạ. Đầu này để xem TV đây này. Đấy, cái đầu này là cái đầu xem TV quý vị bạn nhé. Tôi cũng không biết là còn sử dụng được không, nhưng mà tôi chưa thử. Đấy, đây là cái đầu này là đầu xem TV, có cả thẻ này, tích hợp cả thẻ. Đấy, chiếc xe này được trang bị rất là nhiều option, 3 màn hình và đến 3 cái đầu quý vị bạn ạ. Và bây giờ chủ xe đã độ thêm một cái đầu Android nữa, là tính là 4 cái đầu luôn quý vị bạn ạ. Đấy, đồ giải trí thì rất là nhiều. Đây là cái phần camera sau, camera lùi và camera 360 chủ xe độ thêm ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần tắp bi cửa phía sau, viên phụ quý vị bạn nhé.
Đây là cái tháp bi cửa phía sau bên phụ quý vị các bạn này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Keo chỉ nguyên bản này. Tháp bi rất là mới, rất là đẹp này. Ốc bản lề còn nguyên bản luôn ạ. Chúng tôi cam kết là không bị tai nạn, không bị ngập nước. Keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản luôn. Đây là cái màn hình phía sau. Đấy, màn hình phía sau của chiếc xe đã được trang bị đầy đủ hết cả rồi. Và nội thất phía sau này cũng rất là đẹp quý vị bạn xem này, từ những cái phần trần này. Rất là mới, rất là sạch sẽ luôn đấy ạ. Tôi quay thật là chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem để quý vị và các bạn ở xa có thể xem chiếc xe này mà không cần phải qua cửa hàng chúng tôi. Vì là rất nhiều người ngại đi ra xem, cho nên là có những người đã chọn hình thức là mua online, tức là xem xe xong rồi chuyển khoản cho tôi sẽ chuyển xe. Đấy, rất là nhiều người đã chọn hình thức đó rồi ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái cánh cửa trước bên phụ nè. Đây là cái phần keo chỉ của cánh cửa trước bên phụ cũng còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản luôn này. Rất là mới, rất là đẹp. Nhìn về cái phần nội thất của một chiếc xe hạng D thì bao giờ quý vị và các bạn thấy được là nó toát lên cái vẻ sang trọng. Thứ hai nữa là gần như những người sử dụng những chiếc xe hạng D, những chiếc xe sang trọng thì người ta lại giữ gìn. Không có những ai mà mua những chiếc xe hạng D đắt tiền xong rồi để chạy dịch vụ xong rồi lại chạy không giữ gìn. Đấy là rất ít ạ. À, rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Nội thất thì không có gì thể chê được. Option cũng không có thiếu cái gì cả về chiếc xe này. Đấy, rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Với nội ngoại thất đều đẹp như vậy thì sau đây thì cái phần động cơ nó đẹp hay không thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe này nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn xem chi tiết toàn bộ về chiếc xe này. Đấy. Đầu tiên thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem về cái phần keo chỉ của chiếc xe này. Keo chỉ còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy. Keo chỉ nguyên bản này. Keo chỉ của chiếc xe còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy. Rất là mới, rất là đẹp. Và cái phần cabo này thì quý vị các bạn thấy đấy ạ. Nếu như bị đâm đụng hay là bị va chạm gì cả thì chúng ta xem cái phần cabo này chúng ta cũng có thể biết được luôn này này. Còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy. Và động cơ đấy ạ. Riêng về phần Honda thì động cơ rất là bền quý vị các bạn ạ. Động cơ rất là bền và rất là sáng, rất là đẹp. Và cái động cơ nó thoáng, chúng ta có thể nhìn được thấy luôn là chiếc xe này có bị đâm đụng hay là có bị va chạm gì không, máy móc có còn nguyên bản hay không. Thì sau đây tôi sẽ cho quý vị bạn cùng xem này. Còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Từ những cái phần ốc máy này còn nguyên bản hết quý vị bạn ạ. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản luôn ạ. Chúng tôi có thể cam kết sâu về chất lượng quý vị các bạn nhé. Đấy. Với một chiếc xe 2009 mà máy móc còn đẹp như thế này đấy. Doang giàn cò cũng còn chưa thay quý vị bạn ạ. Chiếc xe mới lăn bánh được 83.000 km thôi, còn rất là đẹp. Nguyên bản hết đấy quý vị bạn nhé. Tôi quay sát, quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda Accord 2.0 nhập khẩu 2009 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn có thể liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.
Thank you.